Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái. Nhát gái. Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em toàn khuyết điểm thôi. Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác. Rất hay quên đường. Em đi đường, em không bao giờ em nhớ đường đâu. Em toàn phải mở Google Map lên em đi tìm đường. Và em toàn đi xe buýt không à. Bên ngoài thì thấy Tưởng hết sức là mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn sâu vào trong mắt á, thì thấy Tưởng có một cặp mắt rất là ướt át. Nhìn em mạnh mẽ thế này thôi. Nhưng mà thật ra thì có việc gì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt. Không hiểu vì sao. Nên là con người đầy cảm xúc đó. Đúng rồi, một con người sống hết sức là tình cảm. Sở thích của Tưởng là gì? Em hay đi lang thang, ví dụ như là đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây, thế là đi một mình thế. Em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm. Cái này đàn ông thích nè. Con gái không thích đi shopping, đàn ông thích lắm á. Bên kia cô gái bộ đội đó là một người rất là cảm xúc. Thậm chí có một chút lãng mạn. Chàng trai thế này, bên này thế nào? Em thích mô tô, em thích đi phượt. Đôi khi em thích cả nấu ăn nữa. Em có thích sự lãng mạn không? Em biết làm thơ anh. Làm thơ luôn? Dạ, dạ. Sao làm thử coi. Mà xin phép ngẫu hứng một vài câu thơ. Lần đầu đến bước đến trường đến quay. Đến trường quay. Nghe giọng bạn gái đang muốn say. Chắc hẳn là người ưa lãng mạn. Biết có bên nhau đến sau này. Dạ, em xin hết ạ. Chà, thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè. Thực ra thì là em không nhận là em hát hay lắm đâu. Mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke. Nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau. Dạ. Tức có thể là nhái được nhiều loại giọng ca sĩ. Dạ. Thử xem. Ông bà anh ngày xưa ông bà anh khi xưa thường không có ô tô. Ông bà anh khi xưa yêu nhau ông bà anh yêu nhau từ xưa có xe hơi đúng không? Đúng rồi. Lại nhà hai ông bác. Ông đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp thống nhất màu xanh. Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, trong giấc mơ em là của ai? Đêm qua em nằm mơ thấy tôi, trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi. Tôi yêu em, hàng đêm nhớ em, tôi lang thang để được gần em. Tôi không tin rằng trong giấc mơ em bên ai không phải là tôi. Rock đúng không? Dạ. Tối mà cả 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Mấy năm? 4 năm ạ. 4 năm, dài đấy. Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa vào Vinh ạ. Trời, đất ơi, tưởng xa lắm xa. Vậy thì cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi. Đàn trai. Mấy mối tình rồi? Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn. Đến khi mà em học xong đại học thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi chính thức đi cua một bạn gái ấy. Và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào. Hả? Chưa cua được bạn nào luôn. Trời ơi, ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm. Chưa cua được bạn nào. Dạ. Hà, em chào anh. Xin chào đồng chí Trung Quý. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu người của em thì rất là đơn giản. Tôi nhìn một chút, biết quan tâm về gia đình. Tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi. Không có sự giả dối. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình. Là yêu. Là yêu. Thấy yêu là yêu. Vâng. Em trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn gái mà thẳng tính. Bởi vì là em không đọc tâm lý của các bạn tốt lắm. Nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. Sợ. Dạ. Em không thích người còn hoang phí. Nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề. Nhưng mà em không thích mua rồi phải để đấy. Yên tâm. Bộ đội là phải nói đâu ra đó hết. Dạ.